Dạ, anh chào anh chị mến yêu cô chú mến thương. Buổi chiều hôm nay mình trở lại với đại đô thị sinh thái 5 sao Phai Ta Eco City. Nay là chiều thứ hai. Dạ giờ này là cũng khoảng 2 giờ mấy. Bữa nay thì trời không có mưa, nắng rất là đẹp. Để em đi vòng, em quay rồi tả cảnh rồi cho anh chị với cô chú ở nhà mình ngắm cảnh quan của đại đô thị sinh thái. Hiện tại là em đang trên trục đường D1 đại lộ Nam Phương. Đây là ngôi nhà có cái view bờ hồ Cánh Sen, nhìn qua lợn biển. Bên dưới là hồ sen anh chị. Mấy nay hiện tại trời mưa rồi, không có nắng. Đây nha anh chị, ở bên dưới hồ sen hiện tại em thấy nước rất là nhiều. Thấy mấy chị bên đội cây xanh đang tiến hành nhổ cỏ để cho chiều bà con cô bác mình có cái không gian xanh sạch đẹp, đùm ra mình thể dục thể thao. Rồi bên đây nữa nè anh chị, bên đây thì em thấy hai anh cũng đang đi dọn dẹp vệ sinh. Đây là cảnh quan tháng 8 dự án. Tiếp tới đây thì em thấy lại ngôi nhà của chị Nắng. Ngôi nhà của chị Nắng Sài Gòn đó, bên này thì qua tháng mới đang chuẩn bị tiến hành lợp ngói anh chị. Đang tháo cấp pha một ngôi nhà rất là nhiều cửa sổ. Nắng đang lên rất là nhiều cửa sổ bự luôn anh chị, để cho anh chị với cô chú mình coi nha. Tại vì căn nhà này hiện tại đang rất là hot. Lợp mái xong rồi ở đây mình lên một cái màu ngói. Bên đây là căn nhà 718 cũng đang tiến hành vô hoàn thiện. Nhà tuyến đường D18 đoạn này anh chị, 718. Rồi có mấy góc xẻ khe thì lô bự bự xíu 10 rồi 9 mấy. Đoạn này mình gần shop house. Cũng đang vô hoàn thiện. Hướng đông hết anh chị. Đông. Nhà chị Nắng thì bên đây mình có một cái ban công ở đây nữa, rất là rộng trên tầng tâm, rất là nhiều ban công. Ở bên đây mặt tiền cho anh chị với cô chú mình ngắm cảnh nha, ngắm cảnh quan xung quanh. Em đi đâu vậy ta? Ở hồ sen lắm chị, hồ sen rất là rộng, lên đến 116. Có những ngày hè trời là nóng thì hồ sen, những ngôi nhà xung quanh hồ sen có nước lên đó, hồ điều hòa rất là mát. Và ở đây mình đang có con đường, ở đây đang tiến hành lưu làng và chắc cũng chuẩn bị lên đá luôn. Con đường đi ra ngoài bờ hồ Cánh Sen với ra đường D7 Xuân Trường. Ở đây mình có ngôi nhà góc xẻ khe đang vô hoàn thiện luôn, để anh cho anh chị coi với những cái mẫu chỉ rồi
lan can này, ở đây mình xài lan can bông người ta. Lên màu lắm chị. Lục bình, à, đúng rồi, ở đây mình xài lục bình. Rất là nhiều quả tiết. Nó rất là nhiều chỉ. Với tông màu ngói là màu xanh. Nắng lên quá. Đường trục chính anh chị, đại lộ Nam Phương. Rồi. Nắng lên đẹp quá. Những hàng cây. Mấy nay trời mưa anh chị. Đấy, anh chị thấy nguyên cái mảng xanh rồi. Cây lên rất là đẹp. Mát nữa. Giờ này thì ngoài sân golf. Sân golf chắc là sân banh. Rồi chiều mai chơi hết. Trời rất là nóng ngoài đây. Những hàng cây. Ở đây mình có sân banh với sân tennis. Chắc mốt chắc cũng bố trí thêm sân banh với sân tennis rồi gì ngoài đây nữa nè anh chị. Ở đây không gian đất ở ngoài còn rộng lắm. Còn tại là em đang ở đường D6. Đó, những căn nhà cũng đang được hoàn thiện. Rồi ở đây mình cũng mới được dọn dẹp cái không gian xanh. Ở D7 sân trường nè anh chị. Ở D7 sân trường hiện tại đoạn nối liền giai đoạn 2 thì đang xây 2 căn. Qua D8 Long Thượng. Một nhà D8 Long Thượng thì 2 căn đang vô hoàn thiện. Được có công viên vườn mít. Ở đây mình đang ép cọc nữa là mình sẽ một ngôi nhà hướng nam đây chuẩn bị làm móng. Đoạn qua đường D9 Mỹ Tân. Rất là nhiều ngôi nhà ở đường D9 Mỹ Tân đang vô hoàn thiện luôn. Dạ, hiện nay em ra được Trà Lũ Chung. Ngôi nhà này cũng sắp lên tới tầng tâm luôn rồi anh chị. Nhà hướng Tây. Nó cảnh quan xung quanh. Dạ, bên đây là ngôi nhà của cô Nga. Nhà cô Nga hiện tại đang lập ngói bê tông rồi sơn lại những lan can. Mẫu này 7 mét. Mấy anh này đang làm gì đây nữa là làm ở trên cái dương miệng. Căn góc mới có cái bờ này anh chị, mấy căn kia không có.
hơi chóng hấm luôn. Rồi, bên đây tới con đường D12A Phước Thạnh. Ở đây mình có 3 ngôi nhà liền kề nhau. Gần với Trà Lũ Chung. Của dự án đó thì phai ta vô đây là anh chị với cô chú sẽ thấy những hàng cây thốt nốt rất là nhiều ở đây, với một con sông tự nhiên chảy xuyên suốt ra sông Vàm Cỏ. Khu nhà gỗ mà trời xanh đồ, cây xanh đồ, nắng đẹp, nhìn thích quá, đẹp, mình thấy cảnh dự án thích quá. Rồi thêm công viên con voi. Đây mình có sân golf nữa nè. Sân golf với một mảng xanh, cây trà lạ, cây thốt nốt đồ. Nhìn miên man. Rồi ở đây rồi. Rồi cục này bay mau hết pin quá. Rồi, để em chạy về em thay pin các anh chị. Em xin kết thúc tại đây cái em thay pin cái. Dạ, hồi nãy tới đây hết pin, giờ em bắt đầu đi nữa nha anh chị. Đi vòng nữa, tại mấy nay không có đi. Ở đây mình có 2 căn white house. Bên dưới thì được trầm bông, trầm hoa, rất là nhiều, mới được cắt tỉa lại những hàng cây. Bên này có khu sân vườn. Để em đi theo con đường thiên nhiên nè. Bên đây mình có cái con sông, nhánh sông nhỏ đi qua, đi ra nhánh sông lớn. Và bên đây là mình có cái vườn rau sạch ven sông. Bên dưới là trồng rau được nhiều lắm anh chị, cây ăn trái đồ. Vườn rau sạch, thanh long, bưởi, vú sữa nhiều, những hàng cây vú sữa cổ thụ rất là nhiều. View sông nè anh chị. Mặt nắng nữa rồi. Đó, những nền dinh thự ven sông 500-600 mét vuông, 2 mặt tiền. Hàng cây rập bóng nắng, cây nhiều lắm. Ở đây cầm cây to to không anh chị, lim xẹt,
có trồng phải cây gì ta, cây càng hồng dưới dáng xưa. Và đây cũng là một ngôi nhà 4m 425. Căn nhà này nè anh chị, ở bên dưới mình có phòng cho người lớn nữa. 4m gần với cánh cổng. Xây căn này thiết kế có phòng ở dưới 5 phòng ngủ, bên dưới có phòng cho những cô chú lớn tuổi để mình khỏi lên lầu. Và đây là con đường trục chính. Shop house. Đang vô hoàn thiện luôn chị, quán của chị Mai, quán cà phê gắt quá. Trời mấy nay nắng mưa. Đó, em đang đi ra ngoài công viên Dường Nhật. Hiện tại công viên Dường Nhật mình chuẩn bị vô phối cảnh nữa anh chị. Đang chuẩn bị phối cảnh nữa. Với những chuỗi shop house. Và đây cũng là quán cà phê nữa, và quán cà phê của chị Nắng Sài Gòn. Bữa nay thì có chị Nắng Sài Gòn xuống. Bản Cô Minh Xuân đã tháo ra rồi, giờ thì chưa lên bản mới. Buổi chiều trời có nắng, nó nắng thế anh chị, còn mưa thì mưa cũng dữ lắm. Mặt tiền dự án nằm trên con đường Binh Đức Thiện, tọa lạc tại phường Phước Lý, thành phố Cần Ruột. Dự án khu đô thị Phaeta Eco City. Dạ thôi để em đi vô. Nắng mà lại gắt quá. Vô đường D13 nha anh chị. Đường này đường D13. Liền kề shop house. Năm ngôi nhà trên trục đường D13, cũng còn 3 căn cũng đang vô hoàn thiện luôn. Trục đường liền kề shop house với trục đường chính D2. Dạ, bữa nay thì em đi vòng vòng cho anh chị với cô chú ngắm cảnh quan. D15 với D14. Đó, đoạn ngoài này nhà cửa rất là nhiều. Thêm một ngôi nhà nữa chuẩn bị vô. Xong phần thô. Và còn trục đường này là trục đường D11.
gắt quá anh chị ơi, nắng gắt quá. Cày đường 8 mét, cày cối rất là nhiều, những dãy nhà phố, nhà tới nhà. Đây thêm một ngôi nhà nữa, chuẩn bị tới tận tâm luôn. Bên dưới có bảng công trình đó anh chị. Những ngôi nhà này thì gần bờ hồ Cánh Sen, view công viên, được trồng rất là nhiều xài. Em đang có điện thoại, em quên tắt điện thoại nữa rồi. Dạ, em cũng đi hết một vòng rồi anh chị. Hết một vòng dự án Phaeta cảnh quan tháng 8. Quay đường D19, hôm nay không có đi vô con đường D19. Đó, đây là con đường D19. D19 thì mình là gần với phòng khám đa khoa quốc tế Sài Gòn 5 sao. Đây là con đường D7 Xuân Trường, đoạn dài từ Shop House đi ra tới trục đường Trà Lũ Chung. Dạ, em cũng đi vô con đường Đại Lộ Nam Phương. Đó, nhìn đường Đại Lộ Nam Phương đã lắm anh chị. Ba làn xe, cây xanh phủ bóng mát, nhìn đã lắm. Dạ thôi, em xin kết thúc đoạn video ngắn của em tại đây nha anh chị. Bữa nay thì bà con cô bác mình cũng chưa có cất nhà gì nhiều hết, cũng đi một vòng. Mấy nay trời mưa quá không có đi gì hết, không có gì mới hết để quay cho anh chị với cô chú coi. Thôi em xin kết thúc đoạn video ngắn của em tại đây.